Rồi, áo nó mấy lớp rất là dày nha. Vải dù 2-3 lớp. Nó là hàng chính hãng của Disney. Hàng chính hãng của Disney Store. Nó dành cho trẻ 3 đến 4 tuổi nhưng mà 5 tuổi là mặc vừa luôn á. Nó chiều cao tối đa là 104 cm. Có nghĩa dành cho trẻ nó cao đến 1m04. Tất cả là không có bị rách gì hết ha.